Xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh. Ngày hôm qua là ngày 19 tháng 11, là ngày quốc tế Quý Ông. Ngày này bắt đầu lịch sử từ năm 1992 và đến nay là 70 quốc gia đã công nhận. Hôm qua thì đài truyền hình có nhắc, mà trong vòng con cái của Chúa thì không biết quý ông có được quý bà, quý cô nhớ đến và chăm sóc hay không. Chứ còn gia đình tôi thì cũng không có nghe ngóng gì cả. Cho nên bắt đầu chúng ta nhớ cái ngày 19 tháng 11 là cái ngày của quý ông để có một cái sự khích lệ. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11, cũng là ngày hiến chương nhà giáo tri ân quý thầy cô. Thì ở bên ngoài xã hội người ta tri ân quý thầy cô, thì ở trong Hội Thánh chúng ta cũng nhớ và tri ân quý thầy cô hướng dẫn dạy đạo thiếu nhi, dạy trường Chúa Nhật, dạy giáo lý. Có một cái lời cầu nguyện, có một cái lời khích lệ nâng đỡ các anh em. Và hôm nay cũng là ngày chúng ta tiếp tục phần thứ ba của bài Tín điều các sứ đồ. Chúng ta đã học phần thứ nhất, tôi tin Đức Chúa Trời. Phần thứ hai, tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ. Và sáng hôm nay là phần cuối cùng, tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh của Chúa. Phần thứ ba này thì là tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Câu gốc ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 6, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Điều thứ nhất chúng ta học với nhau là tôi tin Thánh Linh. Chúng ta xem Matthew đoạn 28 từ câu 19 đến 20 đó. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã phán cùng các ngươi. Chúa Giêsu đã nói đến ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhiều hệ phái ngày nay đã không có công nhận Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngay trong thời các sứ đồ cũng vậy, nhưng người Do Thái thì chỉ tin Đức Chúa Trời một ngôi mà thôi, núi của đất. Tập hợp này được gọi là thánh vì người tin Chúa Giêsu đã nhờ huyết Chúa Giêsu bôi xóa tội lỗi, biến đổi cuộc đời của mình nên mới, cho nên gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cái từ phổ thông ở trong nguyên nghĩa của Hy Lạp có nghĩa là chung, tức là bao gồm tất cả mọi người, mọi thành phần xã hội, không phân biệt màu da, sắc tộc, dân tộc, địa phương nào, đều là hội thánh phổ thông cả. Khi một người tin nhận Chúa, người ấy gia nhập vào hội thánh phổ thông, có nghĩa là hội thánh hữu hình, hội thánh chung của Đức Chúa Trời. Bất kỳ một người sống ở đâu, trong thời đại nào, thuộc dân tộc nào, cũng đều là con cái của Chúa. Bây giờ một người tín hữu tin nhận Chúa ở Phan Thiết này đi ra Hà Nội cũng là con cái của Chúa. Đi vô Sài Gòn cũng là con cái của Chúa. Đi qua Mỹ cũng là con cái của Chúa, cùng một cha ở trên trời. Là hội thánh của Chúa xây dựng trên một nền tảng vững chắc không bao giờ thay đổi. Nền tảng đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu thứ 11. Một người trong hội thánh thật lòng tin nhận Chúa đã được Chúa tái sinh đổi mới đời sống của mình. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu thứ 17. Dầu cho bị chống đối bắt hại, hội thánh của Chúa sẽ cứ tồn tại mãi mãi. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Xem qua lịch sử hội thánh của Chúa từ những thế kỷ đầu tiên và cho đến nay là thế kỷ 21 thì hội thánh của Chúa vẫn bị bắt bớ thường xuyên. Nhưng những con cái của Chúa cứ giữ vững niềm tin của mình, và đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ có một hội thánh duy nhất, và đứng đầu hội thánh là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh Tin Lành Việt Nam
Người đứng đầu là mục sư hội trưởng chỉ là đứng đầu về phương diện tổ chức, nhưng mà về phương diện thuộc linh thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đứng đầu hội thánh. Như vậy, khi nói tôi tin vào hội thánh phổ thông, chúng ta xác nhận niềm tin rằng người tin Chúa ở khắp mọi nơi trong mọi thời đại được kết hợp thành một tập thể dành riêng cho Chúa và Chúa đứng đầu. Hội thánh phổ thông là hội thánh duy nhất chung cho tất cả những ai thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu. Hội thánh Chúa tại Việt Nam, tất cả những hội thánh Chúa tại Việt Nam không phân biệt hệ phái nào, đều là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh Tin Lành Thế Giới là tập hợp những người tin thờ Chúa trên toàn thế giới. Chúng ta vẫn thường nghe hai cái cụm từ là hội thánh hữu hình và hội thánh vô hình. Hội thánh hữu hình là hội thánh mà những người tin Chúa Giê-xu đã báp têm và ghi tên vào danh sách hội thánh. Hội thánh chúng ta ở đây có trên 600 người tín hữu và 400 người, trên 400 người đã được báp têm và có danh sách. Đó là hội thánh hữu hình, là tổ chức bình thường. Nhưng mà hội thánh vô hình là chỉ gồm những người thật lòng ăn năn tội tin nhận Chúa Giê-xu và được Chúa tái sanh đổi mới, và tên của họ được ghi vào sổ sự sống ở trên thiên đàng. Và đó chỉ Chúa biết mà thôi. Có thể chúng ta ngồi đây nhưng chúng ta chưa có tên trong danh sách thuộc linh của Đức Chúa Trời chăng? Cho nên đó là hội thánh vô hình, và chính những người ở trong hội thánh vô hình đó mới thật sự được Chúa cứu. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta là thành viên của hội thánh hữu hình mà cũng là thuộc viên của hội thánh vô hình của Đức Chúa Trời. Thứ ba là sự cảm thông của thánh đồ trong văn thứ nhất đoạn 1 câu thứ 3. Chúng ta xem một câu ở trong văn thứ nhất đoạn 1 câu thứ 3. Chúng tôi đã lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cái sự thánh đồ là người biệt riêng cho Chúa, giống như hội thánh là tập hợp những người tin theo Chúa biệt riêng cho Chúa, thì thánh đồ là những cá nhân tin nhận Chúa được biệt riêng cho Chúa. Và chúng ta được gọi là thánh đồ vì chúng ta nhờ huyết của Chúa tha thứ tội lỗi, biến đổi cuộc đời chúng ta nên mới. Từ ngữ cảm thông ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là một cái sự liên kết chặt chẽ giữa người này với người khác, cùng một niềm tin với nhau. Sự cảm thông của thánh đồ là mối liên hệ bền chặt giữa những người tin Chúa với nhau. Mối liên hệ này bắt nguồn từ chính Chúa. Cho nên ông Giăng nói rằng chúng tôi được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, và chúng tôi được giao thông với anh em. Qua đó chúng tôi được giao thông, được thông công với anh em của mình trong Chúa. Khi chúng ta nói tôi tin sự cảm thông của thánh đồ, chúng ta nhìn nhận có một sự thông công sâu nhiệm giữa các tín hữu với nhau, bày tỏ niềm tin vào tình thân hữu và tình thương chân thành giữa người tin Chúa với nhau. Và cái niềm tin này là sự hiệp nhất, tương thân tương ái, đoàn kết của những người tin theo Chúa Giê-xu trong mục đích hoàn thành sứ mạng quảng bá đạo Chúa cho người chưa tin. Ở bên Công giáo họ gọi tín hữu là giáo hữu, và họ gọi là cộng đoàn, cộng đoàn, cộng đoàn này cộng đoàn kia. Nhưng chúng ta là tín hữu và hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tin vào hội thánh phổ thông và tin vào sự thông công của các thánh đồ, để chúng ta được gắn kết với nhau trong Chúa, gia nhập vào hội thánh để tạo mối thông công với những người cùng niềm tin, cộng tác với các tín hữu trong hội thánh để hoàn thành sứ mệnh truyền giảng tin lành, không để cho những khác biệt nhỏ nhặt giữa các giáo phái này với giáo phái kia gây chia rẽ trong hội thánh Đức Chúa Trời, và tránh xa những giáo hội không dạy và không thực hành đúng lời thánh kinh.
Như vậy, ở trên tinh thần Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vẫn có sự thông công với các hệ phái tin lành chánh thống khác, vẫn có sự thông công với nhau, vì tất cả chúng ta đều tin thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu và truyền giảng tin lành. Và nếu chỉ có một Hội Thánh Tin Lành thì chúng ta không có nỗ lực, không có ganh đua với nhau. Nhưng mà nhiều hệ phái tin lành thuần chánh thì mỗi hệ phái tin lành đều nỗ lực ganh đua với nhau để truyền giảng tin lành, phát triển hội thánh của Ngài. Cho nên Chúa cho phép điều đó xảy ra. Có thể có sự khác biệt về cái sự dạy dỗ ở trong lời của Chúa. Ví dụ như Chúa dạy dỗ về Đức Thánh Linh thì hệ phái này nghĩ như thế này, hệ phái kia nghĩ như thế kia, nhưng mà nó không có phải là tà giáo, nó chỉ là những khác biệt nhỏ nhặt. Thì chúng ta hiệp chung với nhau trong một hội thánh chung để cùng thờ phượng và phát triển. Tuy nhiên có những giáo hội mà lẽ đạo đi ngược với sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Ví dụ như không tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi, không tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, không tin vào Đức Thánh Linh là một đấng một thân vị, thì đó là tà giáo. Và chúng ta không có kể họ là hội thánh của Chúa và không có liên hiệp được với họ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết được sự cảm thông của Thánh Đồ là sự thông công của những người cùng một niềm tin, cùng một đức tin với nhau. Điểm thứ tư, tôi tin vào sự tha tội. Ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 38 thì Phaolô Phi-e-rơ nói rằng ai nấy phải hối cải, mọi người phải nhân danh Chúa chịu báp têm để được tha tội. Khi tin nhận Chúa, tội lỗi của chúng ta được Chúa tha qua dòng huyết vô tội của Ngài đã đổ ra, và chúng ta tin vào hồng ân cứu rỗi của Chúa thì chúng ta hưởng sự linh nghiệm ở trong huyết của Ngài. Nếu sau khi tin Chúa chúng ta vẫn lầm lỡ phạm tội vì chúng ta mang bản tánh tội lỗi xác thịt này, thì chúng ta ăn năn Chúa sẽ tha thứ cho mỗi đời sống của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không thể dựa vào lòng nhân từ của Chúa để cứ tiếp tục phạm tội, ghi mài ở trong tội lỗi được và nghĩ rằng Chúa sẽ luôn tha thứ cho mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, một người đã thật sự tin Chúa, nhận hưởng ân điển của sự tha thứ, thì sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Và nếu có lỡ lầm phạm tội, ăn năn thì Chúa tha thứ. Tôi tin vào sự tha tội nghĩa là tôi tin Chúa đã tha thứ, đã quăng bỏ tội lỗi của tôi ra sau lưng Ngài. Tôi ăn năn và công nhận Chúa đã chịu chết vì tội của tôi. Và tôi cũng biết rằng khi tôi phạm lỗi, tôi ăn năn với Chúa thì Ngài tiếp tục tha thứ cho tôi, vì huyết của Chúa Giê-xu luôn linh nghiệm ở trong đời sống của tôi. Điểm thứ năm, tôi tin vào sự sống lại của thân thể. Chúng ta xem Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 22, câu 23. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Lời Chúa nói rất là rõ ràng rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết và sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và đến ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm thì những kẻ chết sẽ được sống lại trước hết. Ai trong chúng ta cũng có những người thân yêu qua đời trong Chúa thì sẽ được sống lại trước hết với thân thể vinh hiển. Và chúng ta còn sống đây sẽ được biến hóa cất lên không trung gặp Chúa, đó là lời Chúa nói. Những người không tin Chúa cũng sẽ có sự sống lại của thân thể, nhưng phải đợi sau 1000 năm bình an trên đất họ mới được sống lại để chịu phán xét trước tòa án trắng của Chúa. Tôi tin sự sống lại của thân thể nghĩa là tôi tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ngày mai kia Chúa tái lâm, thân thể xác thịt đã chết trong phần mộ hoặc bất cứ ở đâu sẽ sống lại với một thân thể phục sinh vinh hiển giống như thân thể của Chúa Giê-xu, hiệp với linh hồn sống phước hạnh ở thiên đàng. Đây là niềm yên ủi và hy vọng cho chúng ta. Điều thứ sáu, tôi tin vào sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu thứ 16.
Hễ ai tin nhận Chúa Giêsu thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là lời tuyên bố của Chúa Giêsu. Sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh cửu ở trên thiên đàng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Khi con người phạm tội thì con người bị chết mất khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sẽ chết về phần xác và chết đời đời ở trong hỏa ngục. Nhưng khi một người tin nhận Chúa Giêsu thì Chúa đã phục hồi sự sống ở trong người ấy, và mỗi người đã nhận cái mầm sống đó trong đời sống của mình và kể rằng mình đã nhận được sự sống đời đời. Không phải đến ngày Chúa tái lâm vào thiên đàng mình mới nhận sự sống đời đời, nhưng mà ngay khi mình thật lòng ăn năn tội tin nhận Chúa Giêsu thì mình đã được Chúa gieo sự sống đời đời vào ở trong đời sống của mình để nối lại mối tương giao giữa mình với Chúa, và mình cứ sống như vậy trong đức tin của mình cho đến ngày mình gặp Chúa và thật sự sống đời đời ở trên thiên đàng với Chúa. Khi nói tôi tin vào sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời, chúng ta nói lên niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Những điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta sẽ được kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta, rằng Chúa đã chết để cho chúng ta được tha tội, Chúa đã sống lại để cho chúng ta được sống lại về phần thân thể và hưởng trọn sự sống đời đời mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Điểm thứ bảy, Amen. Amen. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 20: Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng phải ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Từ Amen là từ ngữ Hy Lạp, có nghĩa là đồng ý, nhất trí như vậy. Khi chúng ta kết thúc một bài cầu nguyện hay là bài cầu nguyện chung, chúng ta đồng thanh nói là Amen. Hoặc là khi chúng ta đọc một câu kinh thánh, chúng ta nói là Amen. Khi chúng ta nghe tôi tớ Chúa giảng một cái lẽ thật nào đó, chúng ta Amen, có nghĩa là đồng ý, nhất trí như vậy. Như vậy, để kết thúc bài tín điều các sứ đồ, chúng ta đồng thanh xác nhận Amen, nghĩa là chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhất trí và xác tín niềm tin của mình vào bài tín điều các sứ đồ là một bài giáo lý rút gọn những lẽ đạo quan trọng rút ra từ Kinh Thánh. Nếu một người tín hữu đọc bài tín điều các sứ đồ mà không Amen, có nghĩa là có những phần ở trong đó người ấy không tin, thì điều đó cũng là vô ích cho đức tin của mình. Chỉ những người không tin nhận Chúa, họ không biết thì họ không Amen. Còn những người thật lòng tin nhận Chúa, các cơ đốc nhân từ thời các sứ đồ cho đến bây giờ đã công nhận bài tín điều các sứ đồ, và chúng ta hiệp chung nhau để chúng ta đọc lên. Không phải là chúng ta theo phong trào, mà chúng ta là tôi tin, có nghĩa là bản thân tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ, tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông. Như vậy đó là cái điều xác tín cá nhân của mình. Và cuối cùng chúng ta nói rằng Amen, nghĩa là chúng ta hoàn toàn đồng ý với bài tín điều này. Tóm lại, phần thứ ba của bài tín điều là một sự xác nhận. Tôi tin Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, ngôi ba của Đức Chúa Trời trong ba ngôi hiệp một hiện hữu ở giữa chúng ta để tái sanh, đổi mới, dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi ở cùng chúng ta cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, Hội Thánh hữu hình cho mọi người tin nhận Chúa trải qua mọi thời đại mà không có một sự phân biệt nào hết. Tôi tin sự cảm thông của Thánh Đồ là sự thông công thân mật gần gũi của những người được cứu chuộc là anh em trong đại gia đình Cơ Đốc, có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, yêu thương, gây dựng lẫn nhau để hiệp nhất trong Chúa cụ thể. Tôi tin vào sự tha tội bởi dòng huyết cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập giá, mà nhờ đó tôi được cứu. Tôi tin có sự sống lại của thân thể trong ngày sau rốt khi Chúa Giêsu trở lại, nhưng với thân thể vinh hiển tốt đẹp thích hợp để đồng ở với Chúa trên thiên đàng.
Tôi tin có sự sống đời đời được ban cho những người tin nhận Chúa, và bởi đó tôi được sống đời đời với Chúa trong cõi đời đời mà Ngài ban cho. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh qua lời của Ngài trong Kinh Thánh mà chúng ta đã lắng nghe. Niềm tin nơi Kinh Thánh được rút gọn qua bài tín điều các sứ đồ mà chúng ta đã lắng nghe, đã đọc lên, đã chấp thuận và đã amen. Hiểu rõ bài tín điều các sứ đồ đó, mỗi khi chúng ta đọc lên, chúng ta xác nhận đức tin của mình đối với Chúa là một đức tin cá nhân và hết lòng sống đúng với những điều chúng ta tin nhận. Đây là khuôn mẫu để cho chúng ta so sánh. Những sự dạy dỗ nào mà chúng ta nghe được trực tiếp từ ai đó giảng dạy, hoặc là gián tiếp chúng ta nghe trên đài điện, báo chí, các phương tiện truyền thông Internet, mà cái sự dạy dỗ khác biệt với những giáo lý mà chúng ta đã tin nhận qua bài tín điều các sứ đồ này, thì đó là tà giáo và tuyệt đối chúng ta không nghe theo. Vì nếu như thế, chúng ta sẽ sụp đổ đức tin của mình đặt nơi Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta luôn sống trong niềm tin của bài tín điều các sứ đồ mà giữ sự cứu rỗi của mình cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.